Vòng xe thứ nhất là đón đưa em qua từng điểm hẹn ngày đầu tiên. Góc phố đèn mờ có ngọn đèn cũ thôi hồn nỗi buồn này vào tim. Vòng xe thứ hai là cùng với em đun nắng ngày xuân vào chiều tà. Là thèm được nhớ nhưng rồi phải buông vơi họ gọi đó là yêu xa. Em đâu hay biết vẫn có người đứng chờ đợi em từ chiều khuya. Chỉ để quan tâm em dù biết rằng em đang bận lòng với nửa kia. Cùng một góc nhìn nhưng cảm xúc bây giờ dần trở nên vô vị. Đứng trên dốc tình chỉ là mỗi góc nhìn để thấy được em và đô thị.